Lần đầu tiên cho Giang Sang xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đang follow theo kênh Trần Sang Keyboard, và đồng thời Sang gửi lời chào đến tất cả các anh chị học viên của lớp, tất cả anh chị ở trong và ngoài nước. Thì trước khi đi vào cái buổi hướng dẫn ngày hôm nay, cho Sang xin gửi lời cảm ơn, lời tri ân đến tất cả cô chú anh chị lúc nào cũng luôn bên cạnh Trần Sang, cũng nhắn like để mà cho Sang có cái tinh thần. Thì Sang xin cảm ơn cái tấm lòng đó của tất cả cô chú anh chị. Rồi thì trước khi đi vào cái buổi hướng dẫn ngày hôm nay, Sang cũng xin thông báo đối với tất cả các anh chị học viên mới, đó là chúng ta nhớ nhấn vào cái nút đăng ký phía bên dưới video, để mà khi Sang giao bài chúng ta sẽ nhận được liền, tránh những cái trường hợp là bị trôi bài hoặc là bị mất bài. Rồi thì cái nội dung của cái bài giảng ngày hôm nay đó là Sang muốn giảng cho lớp về chúng ta phải nắm về cái history của cái chúng ta nhìn đây, chúng ta nhìn cái bảng đó là Yamaha Ranger History, tức là đó về cái lịch sử mà nó xếp những cái dòng đàn Yamaha của mình, cái trình tự. Chúng ta cứ hiểu đó là cái sự sắp xếp ở đây chính là cái sự sắp xếp theo cái thời gian ha, chúng ta sẽ sắp xếp theo cái thời gian lịch sử của cái dòng đàn Yamaha. Thì ở đây là Sang muốn nói về, thứ nhất là chúng ta phải nắm được cái lịch sử, và cái thứ hai đó là chúng ta phải nắm cho được là nó có cái sự khác nhau về cái style như thế nào. Nó có sự xác trong đó, nó sẽ có một trong cái phần này, cái bài giảng này cho tất cả các học viên chúng ta sẽ nắm được một cái rất là hay, đó là cái style, tức là cái format của style. Thì để Sang nói sơ qua về cái history này trước, rồi sau đó Sang sẽ đi sâu vào cái phần style. Thì trước tiên đó là Sang sẽ nói sơ vào một phần. Đây là chúng ta nhìn vào cái Ranger History này, thì chúng ta sẽ thấy được cái trình tự của chúng ta bắt đầu từ PSR, rồi 730, 630, 530 ha, 530, 630, 730 đó là nó sẽ bắt đầu từ cái trực lai, một trực lai là tháng 7 ha, tháng 7 năm 1997 nó bắt đầu từ cái dòng đàn đầu tiên của PSR ha. Đó là PSR nè, 530, 630, 730. Rồi nó sẽ đi dài từ từ lên, chúng ta sẽ thấy PSR 8000 dài lên đây, PSR 9000, PSR 550, đây là dòng đàn ha, đây là dòng đàn huyền thoại của chúng ta hiện tại, chúng ta vẫn còn sử dụng. Thì cái 550 này nó ra đời vào January, đó là từ tháng 1 năm 2001. Rồi đây đặc biệt là nó bắt đầu từ November là tháng 11 của năm 2002, nó bắt đầu nó sẽ ra cái dòng đàn là Tyros, dòng đàn Tyros 1 đó, nhưng mà nó ghi chữ Tyros 1 chúng ta sẽ ngầm định ha, Tyros. Rồi bắt đầu lên đây nữa, bắt đầu dòng Tyros 2 được ra đời vào November, tiếp tục là lại là tháng 11 nữa ha, tháng 11 năm 2005, đó là Tyros 2, Tyros 2 của mình nó sẽ ra đời. Rồi bắt đầu từ cái bắt đầu sao lên đây, nó lên từ tháng July của 2007, nó đánh dấu một cái sự ra đời của dòng PSR-S, nó đánh dấu của cái dòng S nè ha. Thì dòng S của chúng ta bắt đầu từ S500 của S500 nó ra đời từ năm 2006, và bắt đầu từ đây, bắt đầu từ cái dòng PSR S700 và S900 nó ra đời vào tháng 7 năm 2007. Đây là hai cây đàn nó bắt đầu đi vào cái sự cái model của nó thay đổi rất là nhiều ha, từ cái PSR S500 cho đến nó thay đổi lên PSR S700 và S900 đó. Đặc biệt bắt đầu là từ S700 lên S900. S700, S900 nó sẽ nhảy lên S, nó sẽ ra đời một cái mẫu mới là sau 2 năm từ July tức là từ tháng 7 năm 2007 đến tháng 7 năm 2009. Đó là nó sẽ 2 năm đúng không? Nó 2 năm thì nó bắt đầu là nó sẽ ra một cái new model mới. Đó là PSR S910 và S710, S910 và S710 ha, đây là hai dòng đàn tuyệt vời. Và một chút xíu nữa Sang sẽ nói về cái sự khác nhau về cái style format của hai dòng đàn này. Style format là Sang sẽ nói sơ qua, còn những dòng đàn phía trên sẽ nói sơ qua ha. Thì cái dòng Tyros 3 của mình nó sẽ ra đời ha, September của năm 2008, và Tyros 4 của mình ra đời là October năm 2010 ha. Rồi đặc biệt từ cái dòng đàn S710 S910 nè, thì nó sẽ cái model sau của nó đó là của S750 và S950, và nó ra đời tiếp tục từ năm 2009 phải không, tới năm 2012 là 3 năm, thì mình tính tương đương đi, mình tính hào đi là 3 năm. Thì nó sẽ ra đời cái dòng đàn là sau 3 năm tiếp tục nó ra một cái mẫu S750 và S950. Và tiếp tục từ tháng 9 năm 2012 cho đến tháng 7 năm 2015 nó tiếp tục nó ra một cái new model mới, đó là S770 và S970 là bao nhiêu năm? Là hào là cỡ khoảng 3 năm nữa đúng không? 12, 13, 14, 15 hào đi cho 3 năm nữa, tiếp tục là đánh dấu 3 năm nữa nó sẽ ra mẫu mới. Và tương tự như thế từ 3 năm sau nó sẽ ra một mẫu mới nữa, đó là S775 và S975 ra đời February tháng 2 năm 2018 ha. Và từ tháng 2 năm 2018 nó sẽ tiếp tục nó cho ra một mẫu mới nữa là PSR-S. Đây là cái mẫu mới nhất ha, đây là cái mẫu mới nhất SX700 và SX900 nó ra đời vào October là tháng October là tháng 10 đúng không? Tháng 10 năm 2019. Thì chúng ta thấy ở đây là nó tròn một năm không? Từ tháng 2 năm 2018 là nó khoảng một năm mấy ha, khoảng một năm mấy thì nó sẽ ra cái dòng đèn SX700 và SX900. Thì như vậy thì chúng ta nắm được cái trình tự ha. Nó đi từ dưới đây, nó đi từ 73530, 630, 730 ha, nó đi cho đến SX900 thì nó ra đời vào tháng 10 năm 2019. Rồi chúng ta cũng phải nắm cái dòng Tyros luôn, Tyros 1, Tyros 2, Tyros 3 và Tyros 4, đặc biệt là cái dòng Tyros 5. Thì cái dòng Tyros 5 này nè, nó tương ứng với cái dòng là 970 và 770 về cái system của nó, ha. Thì tương tự như vậy chúng ta sẽ có là thằng Tyros 2 với thằng PSR-S700 và S900, nó sẽ tương đương cái model của nó, tức là nó tương đương với cái system của nó, cái hệ thống của nó tương đương với nhau. Rồi thì cái phần lúc nãy Sang có nói đó là giữa cái thằng PSR-S900 và S700 này nó khác với thằng PSR-S900 và S910 và S710 như thế nào. Đó là Sang sẽ nói đó là nó sẽ khác nhau về cái format của style. Tức là cái này nó nghiêng về cái chuyên môn một tí xíu rồi, nhưng mà một khi đã giảng cho lớp chúng ta nắm thì Sang sẽ giảng sâu luôn. Thì những anh chị nào mà chúng ta nghiên cứu về cái Yamaha mà nghiên cứu về cái làm style á, là chúng ta sẽ nắm được cái phần này để mà chúng ta làm cho đúng ha. Thì Sang nói cho tới luôn, tính của Sang là như thế. Thì Sang ví dụ Sang có hai cái style đây, ví dụ như là Sang có một cái style là 16 bit ballad, Sang ký hiệu là chặn Sang 1, và cái 16 bit ballad Sang để là chặn Sang 2. Thì hai cái style này về cơ bản chúng ta thấy đây là cái style, chúng ta không nhìn thấy cái khác nhau gì cả. Nhưng mà khi mà chúng ta sẽ chỉ cho các bạn thấy, ví dụ như là Sang sẽ show lên hai cái format của cái style này. Sang sẽ show lên đây như là chúng ta thấy hai cái format của cái style này. Thứ nhất đó là cái format 16 bit ballad mà chặn Sang 1. Thì chúng ta thấy format là gì? SFF mấy? SFF1. Và cái format 16 bit ballad chặn Sang 2 thì chúng ta thấy cái format là gì? SFF2. Thì chúng ta nhìn cơ bản thì chúng ta thấy cái hai cái style này khi mà chúng ta mở đàn lên chúng ta đều có thể lót được hết, chúng ta đều có thể mở được hết. Nhưng mà tại vì nếu như anh chị không nghiên cứu sâu, khi anh chị nghiên cứu sâu thì chúng ta mở lên cái dòng đàn, chúng ta mở cái dòng đàn của PSR-S900 và S700 thì chúng ta sao? Thì chúng ta chỉ mở được cái gì? Cái nó chỉ đọc được cái định dạng của format là SFF1 ha. Cái format SFF2 là cái dòng đàn S700 và S900 nó sẽ không đọc được. Đây là cái nghiên cứu sâu Sang nói để cho lớp chúng ta nắm luôn. Đó là cái lý do tại sao mà nhiều anh chị chúng ta cứ thắc mắc, đó là tại sao mà chúng ta có cái style chúng ta mở trên cây đàn S910 chúng ta mở được, nhưng mà khi lên S900 chúng ta mở không được. Cũng là dòng đàn Yamaha mà tại sao tôi mở bên đây được mà tôi mở bên kia không được. Nhiều anh chị học viên chúng ta cứ thắc mắc mãi. Thì thật sự khi mà anh chị nghiên cứu sâu thì anh chị mới hiểu được cái điều này. Chứ thật sự đây là một trong những điều nó nghiêng về cái chuyên môn rất là sâu. Mà nếu như nói về chuyên môn thì nói rất là nhiều. Thật sự là nói trong một cái video thì không thể nào nói hết. Nên là Sang sẽ nói cái chính thôi, đó là chúng ta cứ hiểu đó là cái định dạng của S700 và S900, đó là chúng ta sử dụng cái SFF1 ha, chúng ta sử dụng SFF1 này. Và cái định dạng SFF2 là chúng ta sử dụng từ cái dòng 710, 910 trở lên ha. Thì những cái style SFF2 thì khi sử mở trên dòng đàn S900 và S700 là không mở được. Sang ví dụ như sang mở cái xì tay 16 bit ballast SFF2 này, sang gắn vào trong cái đàn S700 và S900 là chúng ta không mở được. Nhưng mà chúng ta lấy cái xì tay SF1 này, chúng ta mở cho cái dòng đàn cao cấp hơn là nó sẽ mở được. Như vậy thì cái bài học rút ra là gì? SF1 là định dạng thấp và SF2 là định dạng cao. Thì những dòng cao có thể mở được cho dòng thấp, nhưng những dòng giá thấp thì thua những cái xì tay của dòng cao. Ha, chúng ta cứ hiểu như thế là chúng ta sẽ nắm được cái nội dung kiến thức của cái video này. Rồi đó là chủ yếu là cái nội dung là sang muốn truyền cho tất cả chị học viên chúng ta nắm như thế. Và một cái nội dung thứ hai nữa, đây cũng là làm nội dung rất là sâu. Đó là đối với cái Tyros 2 này, tức là cái dòng đàn Tyros 2 á, chúng ta hay nói gọi là Tyros 2 đó, thì nó sẽ tương đồng với cái PSR-S700 và S900. Tức là nó chỉ sử dụng cái format là SFF1. Ha, chúng ta phải ghi nhớ cái điều đó, SFF1. Ngay cả cái Tyros và Tyros 2 chúng ta sẽ sử dụng là SFF1. Và từ cái dòng đàn Tyros 3 trở lên, Tyros 3, Tyros 4 và Tyros 5 thì chúng ta sẽ sử dụng cái SFF2 ha. Chúng ta nhớ điều đó. Sẽ nhắc lại đó là Tyros, Tyros 2, rồi chúng ta sẽ sử dụng cái format là SFF1. Và đối với Tyros 3, Tyros 4 và Tyros 5 trở lên thì chúng ta sẽ sử dụng cái dòng đàn format SFF2. Rồi thì đó là cái nội dung kiến thức mà sang mong muốn tất cả các chị học viên chúng ta phải nắm được để mà khi mà chúng ta sử dụng đàn, bởi vì các chị học viên thì chúng ta sử dụng rất là nhiều ha, đa thể loại, đa cái model của đàn, nên là sẽ nói kiến thức chung, kiến thức sâu thì tùy mỗi chị mà chúng ta sử dụng và chúng ta có cái cách chúng ta chọn cái style phù hợp với cái dòng đàn của mình. Rồi thì sang hy vọng cái bài giảng ngày hôm nay sẽ giúp ích được cho tất cả các anh chị trong cái việc mà chúng ta sử dụng style cho đúng ha, và đồng thời chúng ta nắm được cái thời gian mà của cái history, cái thời gian này nè, cái thời gian chúng ta nắm được cái thời gian nào nó ra đời, của dòng đàn nào ra trước, dòng đàn nào ra sau và nó ra đời vào cái năm nào thì chúng ta có đây hết ha. Chúng ta không cần phải cãi nhau, ô anh này nó S900 nó ra đời năm 2018, anh kia cãi nó không phải, nó ra 2019 nó thì đúng hay sai thì chúng ta đây, chúng ta cứ căn cứ vào đây chúng ta nói chuyện, chứ không phải là chúng ta cứ nói ô tôi nhớ chưa chắc đúng ha. Thì đây chúng ta cứ căn cứ thật sự vào đây ha, chúng ta paste on vào trong đây để chúng ta nói chuyện là ok. Rồi thôi, xin dừng cái bài giảng ngày hôm nay nha. Thân mến chào tất cả cô chú anh chị cùng tất